mãi thôi. Yêu em nồng say suốt đời. Anh number one đẹp trai dễ thương và con tim rất trung tình. Gặp nhau đêm nay mà dường như bao lâu tình yêu đôi ta đã trao. Yeah.
don't wanna forget you. I remember every day. You are always on my mind, even though I just can't think about you. If that day in the future this love will be coming true, I will never change my mind. I will love you forever. I don't care how full it is, I will let my dream come true. I will tell you something, I won't let you know. I let you know I love you, loving you. I don't care how hard it is, I just want you to be happy. Everything I do it for you. Thì tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn đã đến chung vui trong tiệc cưới ngày hôm nay của cô dâu Thu Ly Sánh Duyên cùng chú rể Xuân Trí. Lời đầu tiên, Bảo xin thay mặt hai bên gia đình gửi đến tất cả các quý vị khách quý lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng và sự đón tiếp nồng nhiệt nhất. Quý vị ơi, ăn đám cưới mà nó phải đi đóng hụi đâu, vỗ tay nhỏ, vỗ tay lớn luôn quý vị. Thank you. Kính thưa quý vị, yêu và được yêu đó là niềm hạnh phúc lớn lao trong cuộc đời của mỗi con người và là món quà quý giá mà cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta. Từ ngàn xưa đến bây giờ và mãi tận ngàn sau, tình yêu luôn là một câu chuyện dài với nhiều diễn tiến đầy cảm xúc.
cùng vô vàn những màu sắc khác nhau, song vẫn có một điểm chung, đó chính là khi bước vào tình yêu, khi hai trái tim đã hòa cùng một nhịp, thì đôi bên ước luôn muốn gắn kết cuộc đời mình trong cùng một mái ấm gia đình, nguyện mãi như chim liền cánh, như cây liền cành. Và đôi bạn trẻ của chúng ta ngày hôm nay cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Kính thưa toàn thể hội hôn, chính vì lý do đó, sau một thời gian tìm hiểu, thầm yêu trộm nhớ và lên bờ xuống ruộng, ngày hôm nay, ngày 4 tháng 6 năm 2017, được sự đồng ý và vun đắp của hai bên gia đình, anh chị đã chính thức nên duyên vợ chồng. Và bây giờ, không để quý vị chờ lâu hơn nữa, ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng thông báo lễ thành hôn của cô dâu Thu Ly và chú rể Xuân Trí xin được phép bắt đầu. Vâng, kính thưa quý vị, dân tộc Việt Nam ta có truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Để có được niềm vui và hạnh phúc ngày hôm nay, chúng ta không thể nào không nhớ đến tình thương của những người thân, và đặc biệt đó là công ơn dưỡng dục của đấng sinh thành, đó là cha và mẹ, những người lúc nào cũng nhận những phần đắng cay khổ cực nhất về mình, để rồi lại cho con cái mình những gì tốt đẹp nhất. Và ngày hôm nay anh chị được chính thức nên duyên vợ chồng, đó là một phần rất lớn công ơn dưỡng dục sinh thành của các bậc làm cha và mẹ. Bảo xin vinh hạnh đứng đây để mời đại diện hai bên gia đình ra mắt cùng quý vị quan khách. Đầu tiên, bên nhà trai Bảo xin trân trọng kính mời, đó là ba mẹ của chú rể. Xin trân trọng kính mời ông Phan Xuân Kính và bà Nguyễn Thị Bạch. Ở Mỹ, khi mà chú rể mới đặt chân ở đây, có một sự đóng góp rất là lớn của dì dượng, đó là dì dượng gái phòng, đã giúp đỡ rất nhiều cho chú rể từ những bước chập chững khi mới qua Mỹ, và bây giờ đã có cuộc sống hạnh phúc viên mãn và tìm được người bạn đời như ý. Bảo xin trân trọng kính mời dì dượng gái phòng. Và tiếp theo xin trân trọng giới thiệu bên nhà gái, đó là ông nội và bà nội đã không ngại đường xa xa xôi từ Việt Nam qua đây để chúc mừng hai cháu. Xin trân trọng kính mời ông nội Nguyễn Cai và bà nội Phạm Thị Tùy. Quý vị cũng như chú rể, khi thời gian ở bên Mỹ, cô dâu được giúp đỡ rất nhiều, đó là O Dưỡng Cường Loan. Xin trân trọng kính mời O Dưỡng Cường Loan. Vâng, kính thưa quý vị, đồng thời bên cạnh đó, Bảo cũng thay mặt hai bên gia đình nói chung và cô dâu chú rể nói riêng, cảm ơn các chú, các bác, các cậu, các dì, nội ngoại hai bên đã bỏ thời gian quý báu của mình để đến chung vui ngày hôm nay. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Và tiếp theo, đó là những dâu phụ, rể phụ, những bông hoa tươi thắm sẽ tô thêm vẻ đẹp của hai nhân vật chính chúng ta ngày hôm nay. Đầu tiên, xin trân trọng giới thiệu cặp dâu phụ, rể phụ đầu tiên, anh chị Cường La và Trinh Mai. Ok guys, make some noise. Và tiếp theo, xin trân trọng kính mời cặp dâu phụ, rể phụ thứ hai, anh chị Đại Phạm và Bảo Khang. Let it rain.
Và tiếp theo xin trân trọng kính mời anh chị Danh Đỗ và Mỹ Lệ. Và tiếp theo xin trân trọng kính mời anh chị Song Tranh và Phương Thảo. Kính thưa quý vị, niềm vui son sắc đợi chờ, tháng năm mong đợi bây giờ là đây. Xin quý vị hãy cùng hướng về cổng chính và cùng vỗ tay thật lớn thay cho những tiếng pháo cưới tưng bừng để đầu đón hai nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, đó là chú rể Xuân Trí và cô dâu Thu Ly cùng hai em nhỏ Nhật Lê và Như Lê. Quá đẹp luôn quý vị ơi, vỗ tay lên nè. Mời quý vị là những gương mặt hạnh phúc và đặc biệt nhất đó là hai nhân vật chính của chúng ta, Tân Lan và Tân Giai Nhân. Ngày hôm nay anh chị được chính thức lên duyên vợ chồng, một hạnh phúc trong mơ nhưng lại không quá bất ngờ, đó là niềm vui và hạnh phúc chung của mỗi chúng ta, gia đình và bè bạn. Một lần nữa xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng hạnh phúc cho đôi gương ngày hôm nay ạ. Theo con xin trân trọng kính mời ba của chú rể là bác Phan Xuân Kính có lời lời mơ cùng quý vị quan khách. Kính thưa cô bác hai họ, kính thưa quý vị quan khách cùng bạn bè thân hữu, qua sự tìm hiểu của hai con và đi đến nhất trí của hai bên gia đình, hôm nay gia đình chúng tôi tổ chức lễ thành hôn cho con. Trước hết, cho tôi xin đại diện cho gia đình xin gửi lời cảm ơn đến cô bác hai họ cũng như bạn bè thân hữu, sự hiện diện của cô bác cũng như quý vị quan khách đó là một niềm vinh dự lớn cho gia đình chúng tôi. Trong tiệc rượu có gì sơ sơn, mong cô bác cũng như quý vị quan khách, bạn bè thân hữu niềm tình tha thứ bỏ qua, xin chân thành cảm ơn. Các
Dạ, xin chân thành cảm ơn bác và cũng như cảm ơn sự hiện diện quý vị. Xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn đi ạ. Dạ, xin mời hai đại đình trở về chỗ ngồi ạ. Cô dâu chú rể, bộ đứng đây, mình còn nhiều cái điều hay lắm, nhiều hay lắm. Thưa quý vị, để có được ngày vui ngày hôm nay, cũng như một bữa tiệc cưới ấm cúng và ý nghĩa như thế này, chú rể Ken đây, Bảo cũng biết em trai Ken này một thời gian rất là lâu rồi. Chú rể rất nôn nao, ngày nào cũng gọi điện thoại cho Bảo, anh Bảo ơi, giờ sao đây? Em đám cưới nhiều chuyện quá, em biết sao cứ hỏi hoài nhiều lắm quý vị ơi. Chú rể lo lắng lắm rồi đó, em đừng có lo, cứ thả lỏng đi, đêm nay là đêm của em. Em cứ thoải mái rồi quý vị ơi. Bây giờ xin mời cô dâu chú rể bước xuống bên tháp champagne để chúng ta cùng rót champagne. Vào tay anh con tim em cùng cuộc đời để anh đưa cho con thuyền mình đến bến bờ yêu. So
Quý vị đã chứng kiến những nụ hôn vụng trộm của chú dâu chú rể, bây giờ mới là hôn thực sự nè quý vị ơi, đúng không? Bây giờ mới hôn thực sự nè, vỗ tay lên ủng hộ quý vị. Quý vị ơi, mình biết em biết như Bảo biết mọi người ở đây đã đói rồi, quý vị chờ thêm một chút nữa thôi để chứng kiến nụ hôn ngọt ngào, nụ hôn của thế kỷ 2017. Ken ơi, Billy ơi, chuẩn bị chưa? Bây giờ mình hôn mạnh nha, hôn lâu nha, không được dứt nha, chừng nào anh kêu dứt mới dứt nha. Ok, ready, 1, 2, 3. Kim đôi, kim đôi. Quá ngọt ngào hạnh phúc luôn. Ta nói âm nhạc kết nối trái tim, âm nhạc kết nối tâm hồn. Chúng ta không phân biệt ngôn ngữ nhưng tình yêu âm nhạc sẽ làm cho chúng ta gần nhau hơn. Và để cho buổi tiệc cưới chúng ta tối nay càng thêm phần ý nghĩa và ấm cúng, ban nhạc The Hurricane sẽ làm cho không khí sôi động ngày hôm nay. Một tràng pháo tay cho ban nhạc The Hurricane. Kính quý vị, và để mở đầu chương trình ngày hôm nay,
người đầu tiên sẽ đem giọng hát của mình gửi tới hai bên gia đình cũng như là một lời chúc phúc đặc biệt dành tặng riêng cô con dâu và chú rể. Một tràng pháo tay thật lớn để chào đón nữ ca sĩ sexy nóng bỏng Phương Hà. Đi xuống dưới luôn rồi nằm lên lại. Rồi rồi. Tới đây là dạ. Chúc mừng bạn. Thank you. Thank you. Mời cậu luôn nha. Mời cậu luôn ha. Quá xuống dưới bỏ bạn chứ hát thứ mấy gì đi xuống dưới gì đó thành thứ. Còn gì đứng lại như là bỏ một cái bát nha. Bốn tay để cho nó. Quý vị và lễ được chương trình và nhạc phẩm với chủ đề anh mang áo mưa trái tim đôi ta không chờ có thể không còn xa bên có thể không còn theo sau là trái tim ngàn đôi ta hiện anh không mang đâu có em cho tình yêu chúng ta dạ.
lỗi rồi, lỗi rồi, lỗi rồi. Dạ. Sao không vui? Xin mời nữ ca sĩ Kim Phương. Lèm á hả? Xin mời quý vị này cùng nhau lắng nghe bài phỏng với chủ đề Cơn Mưa Tình Yêu. Yo yo em, yo ai ba yo. Lên trên kia nghe bác. Khi vô tình yêu ai gạt tận hơn nữa. Thì ly nào nó cũng vậy thôi, ly nào cũng được xem thôi. Ly nào nó cũng được xem thôi, hỏi coi. Ly nào cũng được xem thôi. Tối nay. Hả? Gái phụ hả? Em chơi được mà. Dạ. Ok ok, thank you. Vô vô vô. Let's get party started. Just we met midnight. Oh, but things we see don't show. Yeah, 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 yeah. Hôm sáng lên tình yêu. Yeah, hãy lắng nghe cùng nhau. Lại, cho mình lại đi hả? Từ nay dần dần gần ngày mai. Mình quay cùng chờ lần nhau. Sao chế rượu còn nguyên vậy? Bỏ vợ bỏ con ở nhà người khác luôn rồi. Sao rượu còn nguyên vậy? Ôi mấy anh uống rượu vậy à em ơi. Ca bày cả lương gì đó chứ. Đó đi. Ok, thank you. Thank you. Thank you. Đẹp quá. Con được cái dương niệm. Em cháy. Còn bên đây dịch. Đọt được cái dương niệm luôn rồi. Dạ. Lê chưa có rượu kìa. Ngắn gọn thôi. Hôm nay ngày vui của hai em thì anh chúc cho chúc cho hai em. Anh Minh. Đúng rồi, cho anh muốn nha. Thank you. Cho anh vô.
về chung với nhau đêm này. Yo. Thank you. Yeah. À, lát lên hát không được luôn rồi. Thank you. Thank you. 1, 2, 3, vô. Như là một người em trai rất dễ thương, có anh là lễ phụ của chương trình ngày hôm nay. Quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón. Lên đi. Thank you.
những bà con buôn bán cũng bằng những được đã bỏ thời gian tới đây để chúc mừng ngày vui của hai em thì hãy nán lại thêm một vài phút nữa. Quý vị ơi, hội trường còn lâu lắm đó, cứ yên tâm. Chúng ta một năm có 365 ngày, nhưng ngày 4 tháng 6 năm 2017 sẽ trôi đi trong vòng 2-3 tiếng nữa, quý vị. Xin hãy ở lại và chung vui với gia đình được không ạ? À? Và bây giờ, một nhà phẩm không gì có thể thay thế em được trình bày do chính nhân vật chính tương lai của chúng ta ngày hôm nay. Một tràng pháo tay hãy thật lớn để chào đón nam ca sĩ Điển Trai cũng như là huyền thoại tối nay. Các bạn ơi, trước khi chị gửi lời đến bài hát này thì trước tiên chị xin cảm ơn bà con, cô bác, nội ngoại, em bạn bè từ phương xa ở đây tới tham dự buổi tiệc ngày hôm nay. Xin cảm ơn ạ. Và đặc biệt là cảm ơn ba mẹ và cảm ơn mấy dì, cảm ơn ông bà nội, bên vợ và ba chú để giúp tụi con có được buổi tiệc hoành tráng ngày hôm nay. Và sau đây đặc biệt hơn nữa là bài hát không gì có thể thay thế em được tặng cho người vợ mà chị nghĩ sẽ đi hết suốt cuộc đời này. Oh,
đã thu hút nhà anh em ban nhạc như kia những người được như bỏ đi mấy anh em tập dượt với nhau quá thử để đem lại một bài hát ý nghĩa và ấm cúng dành tặng đến con người mà sẽ đi suốt cuộc đời với lại em trai đây. Ok, ưu tiên những chị em phụ nữ mà có lòng biết chân luôn nào với anh trai bay luôn rồi luôn. Ok, nhẹ lên thôi nhé, thôi nhé, come on, nhẹ lên, cái đầu này thì vui lắm chị ơi. Nhớ quy định của trò chơi là chú rể chỉ được sờ mặt và sờ tay để cảm nhận và biết được ai là người mình cưới trên đây. Xin mời anh Mười, anh Mười ơi, anh Mười, xin mời.
mời anh em ban nhạc và huấn luyện viên trở về sân khấu, và cũng như yêu cầu thậm chí của hai bên gia đình, xin mời bà con cô bác đã bỏ thời gian tới đây thì hãy ở lại chung vui với gia đình đến giờ phút cuối luôn được không ạ? Đêm đông vui lần ra, anh nhớ đêm ngày qua, đã trong giấc mơ vẫn còn một thân. Khi sang em lòng nhớ, ngày quên đến tận thờ, chỉ phút giây mà ngỡ, đời không phải quên ta đến bao nhiêu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Để mãi xa trong những giấc mơ, để anh em gặp nhau giấc mơ. Nên tình yêu cho em là không thể rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. We'll be right back.
tôi sẽ đi trọn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đau và đôi chân ngừng đi thì đôi ta cũng sẽ không xa rời. Sánh đôi hạnh phúc nói cười chỉ mong thế thôi, đến tận cuối cùng từng giây phút trôi ánh mắt rạng ngời, cầm tay bước đi tiếng yêu cất lời, và anh cảm ơn cuộc đời này đã mang em về bên mình để rồi buổi sớm mai khi thức dậy anh nói rằng hãy yêu anh và bên anh người nhé. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với anh một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi thì em yêu ơi xin em hãy cứ tin. Nắm tay nhau thật chặt, cùng giữ tay nhau thật lâu, để hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi thì đôi ta cũng sẽ không xa rời. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi thì em yêu ơi xin em hãy cứ tin. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi trọn đến cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi thì đôi ta cũng sẽ không xa.